là hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 96, chúng ta nghiên cứu tiếp về cái phẩm thứ 10 là phẩm pháp sư. Và buổi sinh hoạt hôm nay là kỳ thứ 25, bắt đầu vào kinh Đức Phật dạy tiếp, cũng còn ở trong cái phẩm pháp sư này. Đức Phật dạy tiếp rằng: này Dược Vương Bồ Tát, người đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó dùng cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. Như là dùng vai mà giác người đó, mọi người nên dùng những cái thứ hương hoa kỹ nhạc quý báu nhất trong cõi đời để cúng dường. Bởi vì nghe pháp của người đó nói trong khoảng giây lát bèn được tỏ ngộ cái chân lý rốt ráo đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là nói về pháp sư Pháp Hoa. Xin nhắc lại là pháp sư nó có năm hạng người đều được gọi là pháp sư, là thọ trì, tức là y theo giáo lý mà hành trì, mà bồi dưỡng và tu sửa thân khẩu ý của mình, đọc kinh để ôn cho thuộc, cũng gọi là pháp sư. Rồi biên chép thì bây giờ ít có ai biên chép, mà là in ấn thì cũng như là nó có trực tiếp và gián tiếp. Là thí dụ như những cái vị mà thỉnh kinh này, cúng dường cho những người ta học, cũng thuộc về in ấn, cũng thuộc về biên chép để truyền bá và giảng thuyết. Những giảng mà nói kinh Pháp Hoa thì đều gọi là pháp sư. Mà ở đây nói rằng là cái nghe pháp của cái người của pháp sư Pháp Hoa nói trong giây lát thôi, thì cái người nghe có thể tỏ ngộ chân lý rốt ráo đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Để ý những cái câu đó, tuy nó đơn giản nhưng mà suy nghĩ cho kỹ, nó đi sâu vào cái chân lý của đạo Phật. Chỉ có nghe kinh Pháp Hoa mới là rốt ráo cái chân lý, mới đưa người ta đi tới cái chỗ cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thực sự và dễ dàng. Tôi nói thí dụ như bây giờ đây nè, các Phật tử mà đi chùa mà thường thường đó là các vị đọc kinh ta gọi là kinh cầu. Tôi nói các vị đừng có sợ, chứ thí dụ như là các vị tụng Dược Sư gọi là kinh Dược Sư, chứ thật sự đâu phải kinh. Ta gọi là Dược Sư Sám Pháp, tức là cái phương pháp sám hối mà của một vị pháp sư nào đó người ta soạn ra. Thế thì các vị đọc gọi là tụng kinh Dược Sư, chứ kỳ thật không phải kinh, thuộc về cái loại kinh cầu nguyện lễ bái, chứ không phải là kinh chân lý. Rồi các vị tụng Lương Hoàng Sám, mà xin lỗi các cụ ở miền Bắc là mộ ái mộ kinh Lương Hoàng Sám dữ lắm, rồi tụng rồi lại rất là mệt, nhưng mà cái đó đâu phải kinh, nó thuộc về cái loại kinh cầu nguyện do một người ta sáng tác ra theo cái ý của người ta. Phải lễ bái như vậy, cầu nguyện như vậy, thổ lộ cái tâm hồn của mình, cái chân tình của mình, nói ra những tội lỗi như vậy như vậy. Và cái tệ hại nhất là mong chư Phật thương xót mà gia hộ về cái mặt giải thoát giác ngộ, và mong chư Phật thương xót mà hỷ xả về cái mặt tội lỗi cho con. Cái đó là cái sai của đạo Phật dữ lắm, sai lầm đối với đạo Phật dữ lắm. Tôi nói cái này đại chúng phải để ý. Tôi nói tới nói lui tôi vẫn nói một câu duy nhất là tôi gần chết rồi, tôi không có sợ. Cho nên tôi phải nói thẳng là các vị tụng kinh mà mong chư Phật thương xót để giúp đỡ về cái mặt phước đức trí tuệ,
không có được. Và mong chư Phật thương xót xả bỏ những cái tội lỗi của con nếu có, cũng không được. Đó chẳng qua là ước muốn của mình. Còn đối với cái giáo lý của Đạo Phật là cái đó không có được. Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp cũng vậy, cũng không phải là kinh, thì chưa nói lên được cái chân lý. Do vậy cho nên là tụng những cái loại kinh cầu nguyện do sáng tác thành nghi lễ, cái đó không có kết quả lớn đâu. Cái đó để nói lên được rằng là các vị có cái đức tin đối với Phật Pháp Tăng, nhưng mà cái đức tin đó mà không chân chính thì nó giống như là các vị tin rằng học hành sẽ nên người, sẽ có tài, có sự nghiệp sau này vì cái kiến thức trí tuệ trong cái việc làm ăn của mình, nhưng mà các vị học nhầm ông thầy dở ẹt, nó dạy tầm bậy tầm bạ, nữa làm toán toán không trúng, làm văn văn không xong. Thế thì là cái kết quả của mình học tập có, tốn tiền tốn công có, mà cái kết quả ra làm ăn không khác. Vì kiến thức đâu phải là kiến thức khoa học thật sự, không phải là triết lý sâu sắc, không phải là tài năng mà được khoa học kỹ thuật công nhận. Thế thì là mình vẫn học, vẫn tốn công, vẫn tốn tiền, vẫn tốn sức, mà mình làm ăn không được. Thế thì cái học đạo cũng vậy. Nếu mà không khéo, tốn công, tốn tiền, tốn sức, tốn tấm lòng, kính quý tam bảo mà kết quả không có bao nhiêu. Là vì tôi xin nói thẳng là một lần nữa là Đạo Phật không có, không do lòng thương của Phật mà được. Mà lòng thương của Phật là Đức Phật nói cặn kẽ, nói mấy mươi năm trời, nhắc nhở rằng điều thứ nhất là mọi người phải nhận thức cho kỹ về cái giáo lý duyên sanh của dạng pháp, đó ta gọi là giáo lý nhân duyên. Điều thứ hai là phải nhận thức rõ ràng về cái chân lý nhân quả. Mà đã là nhân quả thì không có cầu nguyện Đức Phật giúp đỡ cho cái gì đó và Đức Phật xả tội cho những tội gì đó, không có, mà phải dựa vào nhân quả. Mà nhân quả đó thì cái nó phát xuất là từ cái tâm của chúng ta điều khiển hết. Hằng ngày chúng ta sống bằng lục căn, lục thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý là cái động cơ, tâm ý của chúng ta là cái động cơ then chốt, nó là cái guồng máy để phát ra cái máy nổ, để rồi nó biến ra nhiều công dụng. Cho nên cái tâm của chúng ta nó vạn năng, nó có thể làm cho chúng ta an vui thanh tịnh, giải thoát và hưởng nhiều cái sự lợi lạc nếu ta khéo dùng nó. Còn nếu chúng ta không khéo dùng nó, không biết dùng nó, thì nó cũng là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Nó giống như điện này nè, điện đây nè, biết xài điện thì điện là gần như là cái từ vạn năng, không phải là quá đáng, công dụng rất là lợi lạc, cái gì cũng điện hết. Đây thì hiện giờ là mình xài những tiện nghi đó, quạt máy là đèn điện, là micro, là bàn ủi, là nấu bếp, là làm ra máy lạnh, là máy nóng, vân vân, đủ thứ tiện nghi vật chất, là không có điện là không làm gì được hết. Kể cả cái máy mà nó nổ hoặc là bay lên trời hoặc là nó chui xuống dưới nước cũng đều là phải điện thôi. Trong cái máy nổ nào, động cơ nào nó cũng phải có điện chứ. Thế thì điện là vạn năng vậy đó. Đó là biết dùng trúng. Dùng có hiệu quả thì dùng trúng đó thì nó hiệu quả rất là lớn. Nhưng mà nếu dùng sai thì điện là nguyên nhân của mọi thứ bệnh tật, mọi thứ đau khổ chết chóc. Dùng sai chút xíu là chết liền trong vòng mấy phút. Mà dùng đúng nó thì công dụng vô biên, hưởng mọi thứ hạnh phúc trên cõi đời này. Thành ra cái vấn đề nhân quả cũng phải xác định nó như vậy đó. Vấn đề là ta phải điều khiển cái tâm của ta, ta sử dụng đúng trong cuộc sống, nó phù hợp với chân lý,
thì giống như là cái người kỹ sư điện, ta biết dùng điện vậy đó, lợi ích không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Còn là không biết dùng điện, dùng sai thì chết, là nguyên nhân của đau khổ, của bệnh tật, của tê liệt, và cuối cùng là đi tới chỗ chết ngay trong vòng mấy phút. Thế thì là đều là phải chuyển đổi vấn đề nhân quả. Nhân quả mà cái động cơ là cái tâm của mình. Nó có thể nghĩ ác, nói ác, làm ác, nhưng bây giờ chuyển nó lại, nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm điều thiện, nghĩ những việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả, và nói và làm cũng lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Đó là ta chuyển hóa cái công dụng của cái tâm của chúng ta trở thành thánh thiện, thì nó lợi vô biên vậy. Còn nghĩ ác, nói ác, làm ác, thì trước khi nghĩ ác, trước khi mà nói ác làm ác, là cái nghĩ ác nó đã đau khổ, nó hoành hành ở trong tâm hồn ta rồi. Rồi sau đó mới nói ra ác, mới làm được những điều ác, thì trước hết nó tự thiêu đốt tâm can của mình, nó trằn trọc, nó đau khổ. Thế thì là vấn đề nhân quả là chân lý, vấn đề vạn pháp do nhân duyên sanh là chân lý, chứ không có một cái gì độc đáo, một cái gì mà độc một cái nhân này để sanh ra một cái kia, không có. Trung trùng nguyên nhân hợp lại thành ra một cái. Tôi nói nhiều lần là chẳng hạn như cái bình bông này cũng vậy đó. Do rất là nhiều những cái dữ kiện nó ẩn tàng ở trong không khí, ở trong mặt trời, ở trong gió, ở trong mây, ở trong nước, ở trong lửa, để rồi nó mới có ra cái quà này. Rồi còn cái vấn đề nhân duyên sanh này là tôi nói thí dụ là Phật tử ai cũng biết đó, là các vị thí nghiệm cái vấn đề nhân duyên đó nha. Lấy cái tivi mà nói đây ai cũng có hết. Có khi nó đứt, nó nổ một cái tích, nó đứt cái cầu chì, thì cái tivi không xài được. Rồi nếu mình biết thì mở ra mình nối cầu chì lại là tivi xài lại được. Hát ca, hình ảnh, màu sắc, vui cười, quạo quọ gì đó, nó diễn xuất đủ thứ trong đó. Chỉ vì nối cầu chì hoặc đứt cái cầu chì. Đứt cầu chì thì mất hết hình ảnh, âm thanh, nối cầu chì có tiếng. Thế thì không phải nhân duyên là gì. Chưa kể như tôi giờ đó, tôi ở trên ngay trên trời, ở trên rừng á, cái vùng đó là khí hậu sấm chớp nó bất thường, gần đồng trống mà. Cho nên hết trời mưa là phải rút cái cuốn dây anten gắn vô. Mưa là phải rút, mưa là phải rút. Như tôi đi vậy là đều phải rút bỏ hết, rút để riêng ra. Rồi lại mình mở điện thì nó không có, kêu khè, không có hình nữa. Rồi cầm cái đầu dây anten nó kê vô, vừa gần đụng thôi là nó đã kêu bằng cảm ứng mà. Cảm ứng đạo giao năng tương nghị, hai cái luồng điện cảm ứng chưa đụng vô nha là đã có hình rồi. Hay như vậy. Còn nói gì mà đụng gắn vô là tất nhiên là hình ảnh ra đạt quá. Rồi nghiên cứu tầng nữa, phân coi trong cái sợi dây đó, sợi dây anten đó, cái bề ngang nó chừng phân rưỡi, phân tay lên rờ từ trên tới dưới, từ cái cây anten bên ngoài không hề có cái gì đâu hết. Vậy mà không có cái đó mà cấm vô trong cái tivi thì không có hình. Tôi nói cái đó để nhắc các Phật tử để ý về cái chân lý, về cái giáo lý nhân duyên của đạo Phật, nó hay vô cùng. Nó vậy đó, nó nhiều cái duyên. Hỏi chứ cái hình ảnh đó ở đâu, các vị tìm không có. Từ trong cái chỗ không có để làm ra cái có, rồi từ trong cái có nó lại làm ra những cái không có. Nếu nó thiếu một cái điều kiện nào đó, một cái duyên nào đó, nó sẽ không có. Từ cái có làm thành cái không, từ cái có hình ảnh đưa vô một cái gọi là cái tần số không có gì hết, coi như ở trong hư không có gì hết. Rồi từ cái tần số đó, đủ cái điều kiện của nó, vô tần số nó,
nó tác động vô trong cái anten không hề có gì trong hết. Vậy mà đủ điều kiện, đủ yếu tố được kề vô trong cái tivi là có. Thành cái giáo lý mà nhân duyên, có nghĩa là sự vật do nhân duyên trùng trùng, do cái này có, cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này cái kia sanh mà có cái nọ sanh, tương quan tương duyên nhau chằng chịt không bao giờ tách rời ra được. Thành là giáo lý nhân duyên là phải học cho kỹ. Bản thân mình đây cũng là nhân duyên sanh đó, cũng phải học kỹ như vậy. Hỏi chứ bản thân mình là cái thịt này là bằng gạo ư? Trúng đó, nhưng mà đâu phải trúng. Gạo không nó cũng đâu có sống nổi. Vậy thì bằng rau đai, rau muống ư? Phải, không có rau mà rau đai rau muống ai sống nổi. Nhưng mà không phải rau đai rau muống làm ra cái thịt này. Rồi này bằng muối, bằng đất, bằng nước, bằng gì? Không nói được. Mà tất cả những cái ánh nắng mặt trời có, nước có, rau đai có, rau dền có, rau húng có, cá có, thịt có, tép có, tôm cua, dân dân và dân dân, gạo thóc, nó thành ra cái chất xương, cái chất thịt này. Cho nên giáo lý nhân duyên là chân lý. Mà nhân duyên hòa hợp nó còn đang tồn tại thì gọi là sanh là trụ. Mà nhân duyên nó biến chuyển, nó đi tới cái nó theo quy luật mà, nó biến dị rồi để nó già nó mất đi thì gọi là dị là diệt. Thành ra sanh là trụ rồi dị rồi diệt. Và con người thì sanh rồi lão. Cái giai đoạn trụ nó chuyển biến tới lão rồi bệnh rồi tử, nó là chân lý. Thành ra giáo lý nhân duyên nè, giáo lý nhân quả nè, giáo lý vô thường nè của đạo Phật là chân lý. Giáo lý vô thường, hồi nhỏ, hồi mới học đạo giảng vô thường nghe bi quan lắm. Vô thường thậm chí là một cái thứ đáng ghét. Nhưng mà học đạo mà cho chín chắn rồi là vô thường không phải là thứ đáng ghét. Nếu mà vô thường là một cái loại đáng ghét thì làm sao có cái bông đẹp để ngày nay chúng ta thưởng thức đây. Từ cái chỗ không hề có bông hoa, nó diễn biến ra do sự vô thường mà nó có ra thành cây bông, cây hoa. Từ cái bông hoa mà tượng ở trong bằng trên cái múc đũa, bằng trên cái tấm nhang, rồi cũng theo quy luật vô thường, theo từng ngày, từng lễ, từng tháng mà nó có ra cái hoa nở tốt đẹp như ngày nay. Nếu không có cái giáo lý, nếu không có cái vô thường của vũ trụ chuyển biến thì làm sao có cái hoa đẹp. Và hãy có hoa đẹp thì đương nhiên từ cái có hoa nó sẽ thành ra cái không có hoa, là vì luôn luôn nó phải diễn biến theo cái quá trình sanh trụ dị diệt. Cho nên cái giáo lý vô thường nó ở trong cái vũ trụ này mà phải nhận thức cho được kỹ càng nó rồi thì người ta chấp nhận cái đạo lý vô thường, mà người ta vẫn an vui thanh tịnh. Đức Phật của chúng ta mà có được đại bồ đề vô thượng niết bàn là do chấp nhận, chứ không phải chạy trốn đi đâu khỏi được hết. Hồi nhỏ học Phật không biết, mình tưởng đâu là ông Phật là ông là gọi là thành Phật rồi là ông vượt khỏi vô thường, rồi ổng sống vĩnh cửu. Cái đó là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã sai lầm của con người. Do vậy cho nên con người đau khổ ghê gớm lắm. Tại vì sợ chết, tại vì ham sống, tại vì sợ chết, tại vì sợ chết rồi mất đi. Chứ còn đạo Phật thì chấp nhận đạo lý vô thường. Và khi chết rồi, cái người học đạo Phật là không bao giờ sợ sệt mình mất đi. Mất đi để rồi sanh lại, để rồi có cái khác. Cho nên không hề sợ. Tôi muốn nói với đại chúng về cái đó, các vị phải để ý mà suy nghiệm để các vị có an lạc.
đừng có dại dột và sợ chết. Các vị có sợ, chẳng qua là cái vô minh nó che lấp, nó làm cho các vị sợ đấy. Các vị cái bản ngã nặng thành ra các vị sợ đấy. Chứ mà các vị tập, tập các vị quán ngã không, pháp không, nghĩa là bản ngã không có gì tồn tại vĩnh cửu được, không bao giờ có được. Cho nên các vị đừng sợ, đừng mong cầu nó còn mãi, và phải bằng lòng để cho nó mất, nó diệt đi. Nhưng mà diệt đi tin tưởng rằng không bao giờ nó mất được. Cũng như cái hoa đẹp này đây nè, ngày mai này nó sẽ héo, nó thành rác, rồi nó mục đi, nó thành phân, mà cái đó nó sẽ thành ra những cái thứ khác, cũng ở trong vũ trụ này không hề mất, thành ra cái hoa khác. Thậm chí nó thành ra những cái chất mà nó bồi dưỡng cho cây sầu riêng cũng được, nó cũng vẫn là còn. Hoặc là nó bồi dưỡng, nó thành ra cái chất phân để nó nuôi cây rau húng, cây rau răm để cho mình ăn, làm sao nó không là hoa nữa mà nó là trở thành rau, thì cũng vẫn là còn thôi. Còn cái ý niệm mà chấp á, mà muốn cho mình trường cửu đó, là cái ý niệm chấp ngã, mà đó là sai lầm, sai lầm về chân lý, không bao giờ còn có một cái mà còn nguyên được, nó phải quá. Có thể cái hoa này thành phân, thành rác, sau này thành hoa trở lại. Nhưng mà hoa trở lại thì bất cứ là cái thứ hoa gì cũng không phải là cái này trở lại cái sau. Nhưng mà cái chất của cái phân cái rác này nó làm ra có thứ, một cái thứ hoa ở đời sau, không có mất, nhưng mà nó phải chuyển như vậy. Cái này là cái mà phải học kỹ thật sự. Còn cái ý niệm mà còn cầu nguyện cho mình còn có cái linh hồn này nè, để rồi lần sau mình trở lại cái linh hồn này mình hưởng á, cái đó là không bao giờ, không bao giờ có. Y như cái hoa này vậy, không bao giờ cái hoa này mà tan biến rồi trở lại sao thành cái hoa này trở lại, không có. Thành ra cái giáo lý nhân duyên phải học thật kỹ, chín chắn. Giáo lý nhân quả phải học thật kỹ, chín chắn. Giáo lý vô thường phải học thật kỹ, để rồi không hề có sợ. Sự vật chuyển biến không hề có sợ. Không có vô thường, ngày nay ta không có được ngồi đây ta đi nghe pháp đâu. Không có vô thường thì biết đâu là ta còn ở Gò Công, Đồng Tháp, Đồng Nai, ngoài Bắc, ở các tỉnh vân vân. Kể cả trong đó tôi thì bây giờ nếu không có vô thường tôi cũng không có ở đây. Tôi không có ngồi đây tôi nói được gì trọi trơn. Tôi làm ruộng, tôi ở quê tôi. Nhưng mà do cái vô thường nó vận động, nó biến chuyển, cho nên người ta có thể cải đổi cái nhân, rồi nó xin chuyển biến ra cái quả khác. Và vậy mà vô thường không được sợ. Sợ là mình chưa đạt đạo đó. Bây giờ thì tôi muốn nhắc đại chúng cho kỹ từng món một vậy. Không bao giờ mình tách rời cái vô thường, mình bỏ cái vô thường mà mình đòi cái thường được. Không bao giờ mình đòi bỏ cái nguy, cái xấu mà mình đòi cái tốt, tách riêng ra được. Mà vấn đề là mình biết chuyển đổi. Tôi nói thí dụ như điện nè, cái công dụng của điện là vô biên, nó làm cho ta hưởng thụ đủ thứ sung sướng. Nhưng mà nó cũng là nguyên nhân của chấp chấp của khổ đau. Người ta không có thể tách ra được đâu, không bao giờ tách ra được. Mà vấn đề là sử dụng đúng thì nó là vạn năng, nó đem lại mọi sự hạnh phúc an lạc, văn minh trên cõi đời. Mà không có trí tuệ, sử dụng không đúng kiểu, đúng cách của nó là nó làm chết liền. Nó làm cháy nhà, nó làm chết người, nó tàn phá ghê gớm cũng nó, mà không bao giờ tách ra được. Chỉ chuyển qua nó, sử dụng đúng thì cũng vậy đó. Cái tâm của mình cũng vậy, nó giống như điện vậy. Chuyển qua nó mà sống đúng chân lý thì nó làm cho ta nhìn thấy cuộc đời này màu nhiệm lắm. Cuộc sống có bồ đề, có niết bàn, có an lạc trên cõi đời này. Còn chúng ta sử dụng sai, không khéo, sai lầm thì chúng ta bị
buồn giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng đủ thứ trong cuộc đời này. Thành ra cái tâm của ta là nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, của đau khổ, mà cũng là nguyên nhân ta bồ đề niết bàn vô thường, ý như điện vậy. Để ý cái chỗ đó mà tu tập, chứ còn học cái kinh mà cái kinh cầu nguyện là không có được đâu. Kinh cầu nguyện như tôi nói nãy, mấy cái kinh mà tôi kể sơ sơ đó, tôi rất xót xa Phật tử bỏ công bỏ ngày giờ bỏ tiền bạc mà đọc những kinh cầu nguyện thí lắm, chưa kể là sợ tầm bậy tầm bạ. Cái đám ma của người ta mà chết mà không cho chôn để 6-7 ngày, hành hạ cái xác thân của cái người chết thúi rửa nát ra, ai đi tới chịu không nổi, còn đem mà thuốc mà tẩm mà chích nữa, làm khổ cho cái người chết mà đau đớn cực khổ cho những cái người sống mà chịu 6-7 ngày mòn mỏi đi. Thành ra cái đạo lý ở trong nhà Phật còn có một cái vài phần tử mà không hiểu không học gì đạo Phật mà mang cái thân hình của người đạo Phật bày ra những cái đó tội lỗi không biết chừng nào, ăn hưởng có một đời này, lừa bịp người ta được một đời này, đời sau không lên nổi đâu. Tin tầm bậy tầm bạ, đầu độc người ta để lấy tiền người ta, chết không cho làm má, chết không cho chôn, đem bán ba cái thứ áo tầm bậy tầm bạ, in những cái chữ quần quện vô, mua giải rẻ mạt đem bán cắt cổ. Cái đó không phải đạo Phật. Nhưng mà bây giờ lầm không làm sao mà nói được cái đó. Nếu mà Đức Phật mà chỉ cần mấy cái chữ quần quện như vậy mà in vô mà tấn mà liệm rồi quý ma dương nó sợ, thì Đức Phật còn giải kinh để làm cái gì? Truyền bá chánh pháp đi dạy người ta, sửa thân sửa khẩu sửa ý để làm gì? Thì cứ nói với bá tánh bổn đạo rằng thôi thì ta đã thành Phật rồi, ta thấy được mấy cái chữ này nè, án chức lệ chức lệ chứng đề ta và ha này là cứ in vô đi, rồi thì đứa nào đệ tử ta thì mỗi đứa là in cái tấm này nè, rồi để dành chết là mang vô là an toàn xa lộ, thanh lịch trong thành phố, tiện lợi trong ngõ hẻm. Và chống đối tất cả những cái thứ mà diêm vương quỷ sứ, thế là Như Lai còn đi truyền bá chánh pháp chi, còn dạy cái hàng tăng chúng phật tử để hoằng dương chánh pháp tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai chi. Chỉ cần ba cái thứ áo đó là xong rồi. Rồi đào huyệt thì dặn bữa đào, rồi cái huyệt đào vua vậy đừng có để nằm xuông mà nằm xéo xéo. Dạ vậy là xong rồi. Bá kinh điển làm chi? Phật làm chi cho cần vậy? Tới cái độ mà cái huyệt đào rồi thì mới để xéo xéo vậy nè. Hỏi sao để vậy? Nó là tại vì cái người này vợ với chồng khắc khẩu, cho nên là khi chôn là phải để xéo xéo. Trời ơi, không còn chịu nổi nữa. Ngu tới cái độ đó thì không còn chịu nổi nữa. Tôi không hiểu ta nghĩ sao về vấn đề ăn tiền bạc trong đời này, rồi còn đời sau mình không cần nữa hay sao? Ăn một lần rồi tiêu diệt hay sao? Mà bịp bợm mà lừa đảo cỡ vậy thì thôi. Cho nên là Phật tử mà thật sự mà muốn đi theo con đường của Phật là phải học kỹ thôi, đừng để lầm lạc vậy đau lắm. Phải tin sâu giáo lý nhân quả, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Chẳng hạn như giáo lý của đạo Phật mà vấn đề tam năng tam bất năng là tôi đã nói hoài mà. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới, năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, như nghi bất năng quá đạo vô duyên. Chúng sanh mà không có duyên thì Phật cũng độ không được, Phật cứu không được. Năng không nhất thiết tướng thành dạng pháp chi trí, nghi bất năng tất diệt định nghiệp,
cái định nghiệp, cái ác nghiệp chúng sanh đã làm rồi thì tự mình phải mở thôi, cũng như cái gút mà mình cột thì mình phải mở thôi, mình đã cột vô mình phải mở thôi. Mình bận áo vô rồi nực rồi thì bây giờ tới chừng nực quá lạnh thì mặc áo vô, mà nực quá thì mình phải tự mình phải cổi, mình phải mở, mình phải quăng áo ra là nó mát. Chứ mà mình không cổi thì ai cổi cho mình? Mình nực mà mình không cổi áo thì ai cổi cho mình được? Mình lăn mình lộn mình không cho người ta mở nút mở giùm cũng không được, lăn lộn cho người ta mở thì ai mở được? Thì tự mình cõi, lạnh thì mặc vô, nực thì cõi ra. Cái chữ giải thoát là vậy đó, là cõi bỏ, lột bỏ những cái phiền não, những cái vô minh, những cái nguyên nhân đau khổ, tự mình gỡ mình bỏ ra, y như mình cõi áo vậy. Trời lạnh thì mình mặc vô hai ba cái áo, bây giờ ấm rồi thì lột lần ra một cái, ấm hơn nữa, lột ra nữa, tới chừng nực, tự mình cõi bỏ ở trần cho nó mát. Thế thì phiền não vô minh cũng vậy, khi mình không sáng suốt thì nó cột sanh ra cực tham, cực sân, cực si, rồi tham tài, rồi tham sắc, rồi tham danh, rồi tham địa vị đủ thứ. Thế thì là bây giờ là nói là nó sanh ra mọi nguyên nhân đau khổ mà. Thế thì là bây giờ mình diệt nó đi, diệt bớt cái lòng tham đi thì cái khổ nó nhẹ ra. Chứ cầu ai bây giờ? Trên cái chỗ đó mà cái chỗ không để cái đó thì học đạo không có kết quả. Cho nên cái câu này là nghe pháp của cái người pháp sư pháp hoa mà nói trong giây lát là bèn được tỏ ngộ cái chân lý rốt ráo với quả vô thượng trên đẳng chân giác. Là vì cái kinh này nè, người ta chỉ rằng là mọi người là Phật, Phật sẵn rồi. Mà sở dĩ bây giờ mà chưa thành Phật 100% là tại vì nó giống như mình là một người đẹp, một người đẹp toàn diện, nhưng mà nhà lăn tắm chơi với bùn với đất với cát với trấu với tro với bụi, cái tóc nó quinh nó đinh nó quấn lại, mặt mày thì bùn đóng tùm lum tề lê. Thành ra con người đẹp mà nó trở thành hết đẹp. Thế thì bây giờ bắt đầu là từ từ mình vuốt những cái bùn mà nó đóng tùm lum đi, rồi còn lại những cái tro than là lần lần mình rửa, mình rửa cho nó hết cái đó, là tự nhiên mình trở thành ra cái người đẹp. Người đẹp bản chất của mình là đẹp, mà sao như nó không đẹp là tại vì đất cát keo sơn tro bụi nó đóng lục cục là hoàn toàn thân, thành ra người ta nhìn không ra con người nữa, chứ đừng nói chi đẹp. Khi mình nhận thức được rằng mình không phải là cái u hòn đen đúa xấu xa vậy, thế là mình kỳ, mình bỏ, mình tắm, mình gọi cái đó ra, nó hiến bày cái đẹp ra. Thì giáo lý đạo Phật Kinh Pháp Hoa này là dạy cái đó. Mọi người là Phật, mà sao như chưa được Phật là tại vì bị những cái tham lam, những cái dục vọng, những cái vô minh. Vô minh là những cái hiểu biết không đúng chân lý, tối tâm không sáng suốt, cho nên nghĩ sai, nói sai, làm sai chân lý. Do vậy mà nó sinh ra mọi nguyên nhân của đau khổ. Thế thì bây giờ là nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, nói những cái điều mà lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả, là các vị sẽ thấy an lạc liền. Đừng có học nhiều, thí dụ, thí nghiệm bản thân. Khi nào mà các vị nghĩ điều lợi lạc cho người khác, rồi nói, đi chơi đi đâu đó, ở đâu đó, mà nói những cái điều mà lợi mình lợi người, đừng có hại người ta. Rồi làm những hành động lợi mình lợi người lợi tất cả, là các vị sẽ thấy an lành ngay trong cái ngày đó, trong cái buổi, cái ngày mà mình nghĩ lành, nói lành, làm lành, các vị có an lạc liền. Thí nghiệm coi, mọi người thử tự thí nghiệm coi. Còn mà bắt đầu nghĩ những điều ác mà sắp nói ra những điều ác và đinh bụng sẽ làm những điều ác, các vị sẽ thấy rơi rất đau khổ liền, đau khổ ngay. Mà tại vì vô minh chấp ngã chấp pháp vì quyền lợi mà quên đi những cái tội lỗi
mà cố gắng mà vượt qua những cái đau khổ đó để biểu hiện ra cái nói ác làm ác, chứ kỳ thật người đó không bao giờ có an lành. Còn cái người mà nghĩ lành, mà nói lành làm lành, tức là nghĩ những cái điều lợi mình, lợi người, lợi nhân quần xã hội, nói những điều lành và làm những điều lành, các vị an lành. Thí nghiệm như vậy mà sống, thì đó là cái phương pháp tu của đạo Phật. Đạo Phật tu để được an vui, để được hạnh phúc. Cho nên chỉ có kinh Pháp Hoa là nghe là được an lành là vậy thôi. Người ta xác định mọi người là Phật, phải tự mình chuyển hóa để mình sống với cái Phật chất của mình vốn có, cái tri kiến Phật thanh tịnh của mình vốn có. Cho nên nghe kinh này nó quý là chỗ đó. Còn các cái kinh mà để tôi thuộc về cầu nguyện đó không phải. Tôi bữa hôm qua đây ở Đài Loan gửi về cho tôi một bộ, mấy bộ kinh mà cách đây 45 năm đó, cả trường mấy 80 học trò mà thầy pháp sư chỉ đưa có một bộ kinh như vậy, truyền nhau mà chép mà học. Tôi nói nhìn cái bộ kinh đó nó quý không biết sao mà nói, thèm thuồng mơ ước, coi như là mơ ước tới nỗi chim bao. Mà có được một vài huynh đệ hồi xưa mà họ có anh em họ, họ đi học ngoài quê, họ mua được cái bộ đó, thấy được một huynh đệ nó có bộ đó, thèm thuồng mơ ước. Cái bộ đó gọi là cái bộ nhị khoa học giải bằng chữ Hán. Tôi chép mà tôi vẽ cả những cái đồ hình ở trong đó y như cái bộ in của người ta. Bên kia bao nhiêu hàng, tôi bao nhiêu hàng, bên kia bao nhiêu chữ, tôi bao nhiêu chữ, chữ nhỏ nhỏ nhỏ, tôi làm đúng y vậy, quý vô cùng. Nhưng mà bây giờ người ta bên đó ta gọi là tái bản rồi, tái bản cái bộ đó, gửi về đây người ta cho tôi. Thành thật là tôi nói, nhưng mà cái điều tôi nói tôi không hề dám nói với ai. Bên Trung Hoa mà còn tái bản cái bộ đó nguyên si như vậy, năm nay 50 năm, nghĩa là Phật giáo Trung Hoa dậm chân một chỗ, không có người có trí độ, có trình độ, có kiến thức về Phật học. Tôi thấy cái bộ đặc ghê gớm, coi như Trung Hoa, Đài Loan in cái bộ đó 50 năm, trình độ nghiên cứu đạo Phật dậm chân một chỗ, không có gì. Cách đây 50 năm là cái bộ kinh đó là tôi mơ mộng, nhưng mà bây giờ đem ra tôi phân cho một bữa là sập bắt, xài được là những cái thông dụng đó. Thông dụng nó xài được chừng 30-40%, còn những cái sai trái mà nó quậy làm cho kinh hư chân lý đó là cũng là 50% trở lên. Nó làm cho cái chánh pháp bị quậy, bị lem ố. Nó giống như là cái quyển sách của người ta in bằng mực, nhưng mà cũng mực, mà cái mực mà nó đổ vô, nước mực mà đổ vô quyển sách thì cũng là mực, nhưng mà tiêu cái quyển sách. Quyển sách là in ra chữ vốn là mực, nhưng mà nếu mực khác mà đổ vô thì làm cho quyển sách nó không xài được. Mà trong đó giáo lý kinh điển mà sai đi một số lớp là tự nó làm cho hư đi cái chân lý. Cho nên đem về cho tôi coi là tôi thấy là, mà tôi đâu có dám nói những cái người khác, người ta chưa hề biết cái đó là sai, mình nói làm sao ta chịu. Thành ra dòm bộ kinh chua xót, tự trong trí mình nói Phật giáo 50 năm dậm chân một chỗ, cho nên in cái quyển sách đó nguyên xin. Thành ra cái học Phật phải tiến mới được, phải bồi dưỡng cái bát nhã, cái trí tuệ, mà trí tuệ nó đi lần tới cái trí tuệ cái bằng bát nhã ba la mật thì mới thành Phật được. Thành ra trí mà tôi gọi là thế trí biện thông là những người học giỏi bên thế gian, chứ không phải là thế gian không có trí đâu nghe, trí dữ lắm ấy. Nhưng mà ta gọi là thế trí, gọi là biện thông,
những người đó có thể thông nhiều môn học ở thế gian, nhưng mà cái môn học đó về phương diện tục đế, về phương diện xã hội, nó vẫn đem lại cái lợi ích cho người thường trong cái sinh hoạt ăn mặc ở ngủ thở sống. Vì có thể kinh tế và kỹ thuật nó tiến, sống con người có tiện nghi, hưởng vật chất cao, đẹp, văn minh, thì cái đó là phải nhờ thế trí mà ra. Nhưng mà cái thế trí đó nó làm cho người ta là hết ngặt, đỡ nghèo, nó cứu nghèo cho người ta được từng phần, nhưng mà nó không cứu khổ. Cái thế trí nó không cứu được khổ, mà trí tuệ tức là bát nhã đó, thì cái đó nó mới cứu khổ được. Còn thế gian ta cũng có trí cao lắm, nhưng mà cái trí đó chỉ giúp ngặt, giúp nghèo mà không cứu khổ. Vì vậy cho nên cái người học Phật là phải nắm cho được, vận dụng cho được. Học Phật là phải đem cái giáo lý của đạo Phật ứng dụng vào mọi trường hợp, làm sao cho nó cứu khổ được mới gọi là đạo Phật. Nếu đạo Phật học giáo lý của đạo Phật mà không cứu khổ, không giải khổ cho mình, cho người, giáo lý đó không phải gọi là giáo lý Phật. Có là đạo Phật giả, có chăng là đạo Phật giả. Giống như thuốc giả vậy, có người ta có bán, mình có trả tiền mà uống không hết bệnh là thuốc giả. Còn đạo Phật mà không cứu khổ được, người nghe kinh nghe pháp mà không giải khổ được là đạo Phật đó, đạo Phật giả. Cho nên những cái chữ này đối tôi bây giờ là tôi nuốt từng chữ, tôi nghiên cứu rồi tôi phải nuốt từng chữ từng lời. Dược dương kinh điển của ta nói có thể nhiều vô lượng, đã nói, đang nói và sẽ nói, mà trong đó kinh Pháp Hoa khó tin là khó hiểu. Đối tôi là kể câu đó giờ cũng là quan trọng. Vì sao? Đâu có phải chuyện mà tầm thường. Tôi giảng mấy lâu nay vậy chứ đối với đại chúng á, tôi chưa tin tưởng rằng là các vị đã dễ tin và dễ hiểu kinh này đâu. Các vị nghe thì đông đó. Dược dương kinh điển của ta nói có thể nhiều vô lượng, đã nói, đang nói và sẽ nói, mà trong đó kinh Pháp Hoa khó tin và khó hiểu. Đối tôi là kể câu đó giờ cũng là quan trọng. Bởi vì sao? Đâu có phải chuyện mà tầm thường. Tôi giảng mấy lâu nay vậy chứ đối với đại chúng á, tôi chưa tin tưởng rằng là các vị đã dễ tin và dễ hiểu kinh này đâu. Các vị nghe thì đông đó, nhưng mà cái tin thật coi chừng các vị chưa tin đâu, chưa tin đâu và chưa hiểu kỹ đâu. Nếu mà các vị mà tin được, thật sự mà tin được, là không bao giờ các vị tụng Lương Hoàng Sáp được, không bao giờ các vị lại Dược Sư được. À, đó là tôi nói thẳng như vậy này. Không bao giờ các vị mà tụng mà lại ông Phật mà gian sinh cầu nguyện được. Nếu tin kinh Pháp Hoa là các vị không làm gì điều đó. Mà khi làm sai là tự biết mình làm sai và sống theo cái lời dạy của Phật, phát huy cái tri kiến Phật của mình, cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình, cái Phật tánh của mình, mà tự mình phải biết sai rồi mình sửa thôi, chứ không có lại ai nữa. Nếu có lại chăng là vô nhìn Phật cười, mà Thế Tôn con còn thua Ngài xa quá, cho nên con chưa dám đòi cái Bồ Đề, cái Niết Bàn vô thượng của Ngài. Ngài tuyệt diệu quá. Rồi đốt cái nhang trầm cho thơm, rồi ngồi ngửi chơi rồi cười, không có lại. Còn khi nào mà mình mấy nó cứng đơ cứng đần á, lại để giống như tập thể dục vậy, chứ không có lại cầu nguyện. Tôi bình thường tôi lại không à, bình thường mà ngủ thức dậy mình mấy cái thứ tuổi lớn này nó cứng đơ à, thế là tôi lại không vậy.
rồi tôi cũng nhớ Phật, rồi tôi cũng nhớ kinh, rồi tôi cũng lại không vậy, mà trúng Phật là Phật, là không trúng thôi. Trúng Phật cũng không sao, mà không trúng Phật thôi. Rồi lại thật sự mà không cần lợi tới bằng Phật, mà nếu ngồi ngay bằng Phật thì lại cũng không sao, ông cũng đâu có rầy. Mà còn lại để cầu nguyện không có. Cần có cái biết mình đã nghĩ sai, mình đã nói sai, và mình sắp làm sai hoặc là đã làm sai. Biết cái đó sai sửa, đừng làm nữa. Đó là đạo Phật đó. Cho nên nghe mà tin kinh này là phải là người như vậy. Cho nên tôi nói thành thật, mà tôi nói với các vị, các vị mà còn đi lại lung tung mà cầu nguyện lung tung là các vị chưa gọi là cái người dễ tin kinh này và hiểu kinh này. Hiểu là không làm cái đó được. Phật ở đâu mà lại? Phật là mình, mình là Phật, mình phát huy ra tới cỡ nào. Cũng như tôi nói hồi nãy là mình là người đẹp, mà tiền người ta chọi đất chọi cát, người ta tạc sơn đen sơn đỏ nước bậy bạ vô thì nó làm cho cái cơ thể của mình da không còn láng nữa, vì nó dính bùn dính sần sùi, mặt mày mình đen đúa, tóc của mình nó quăng bậy bạ vì nó dính sơn dính dầu. Thế thì là bây giờ muốn cho nó hiển lộ cái đẹp ra là tìm bằng mọi cách là gột, là rửa, là cọ, là gội là nó hiển lộ ra chứ. Chứ còn lại ai cầu nguyện, ai van xin, ai năn nỉ ai, ai cho mình được cái đẹp? Thì nó hiểu như vậy mới gọi là thật hiểu kinh Pháp Hoa. Anh giờ có nhiều người cũng nói gặp tôi cũng nói có nghe băng đôi, cũng có tâm đắc này kia nọ, rồi cũng quan hỷ, có khi cũng cúng tiền nữa. Nhưng mà nói hồi cho tôi nghe, trời đất ơi, cái tiền này nuốt cả bộ. Nó cũng có cái nó trôi và có cái dường như chưa trôi à. Là vì cái hiểu của người ta mà ta gọi là nghe kinh của tôi đó, nó chưa có ý, chưa đúng cái ý của tôi muốn. Còn nhiều cái mà tôi chấm điểm là khó, cho nên tôi chấm điểm thi, tôi nói thật tình học trò tôi thi rồi đó, giờ vậy chấm cái gì? Học tầm thường nó chấm là đem tôi, là tôi quẹt hết trơn, còn cái gì mà chấm. Cho nên tôi bây giờ đây nè, đây nè, chính bây giờ đây nè, tôi giảm bớt thi. Ta thi học kỳ 1, học kỳ 2 này kia, bây giờ tôi cương quyết yêu cầu ban giám hiệu phải giảm thôi, không thi phân nửa năm học kỳ gì hết trơn. Thi cực thầy cực trò, chỉ làm sao mà phát huy cái khả năng để mà đem hết cái khả năng của mình mà dạy cho họ học, chứ thi hoài làm cho cực mà cái trình độ họ chưa tiếp thu được. Mà làm cho có làm thì làm để làm gì cho nó đau lưng trong khi chấp. Còn chấp mà không có sửa được cái gì cho người ta thì thôi, chỉ bằng để mấy cái buổi mà nghỉ thi, nghỉ chấm bài đó thì để dạy cho người ta chẳng sướng hơn à. Cho nên là thành thật mà nói vậy. Phật tử gặp tôi thì tôi cũng cảm ơn, tôi cũng quý đó. Mà nghe nổi băng của tôi mà không xài xẻ là kể ra là đã mừng rồi. Đã mừng rồi chứ người ta xài xẻ dữ lắm á. Thì không xài xẻ là đã mừng rồi. Tôi còn cái chuyện mà nghe thử một hồi là một chút xíu à, nó lòi đuôi. Nó lòi những cái. Dùng từ lòi đuôi là tôi nhớ đọc truyện Phong Thần hồi xưa, Đắc Kỷ mời cái đám mà Hồ Hiển Mỹ, Hồ Ly Tinh vô nhậu rượu. Nhậu đã toàn tiên không. Tiên không mà tới chừng nhậu sai rồi về cái coi kỹ thấy người này có đuôi, người kia có đuôi, người nọ có đuôi, đuôi tròn không. Cái từ lòi đuôi có nghĩa là Đắc Kỷ. Đắc Kỷ mời cái đàn em trá hình là tiên,
đẹp như tiên, nhưng mà khi say rượu rồi thì không còn tàn hình nổi nữa, rồi nó hiện cái chất chất tròn ra, rồi tiên nào cũng có cái đuôi tròn hết trời. Còn Phật tử mà học kinh mà chưa có chín mùi đó, là nói chút là nói ít thì là nó còn ở trong đó, nói chút là nó lòi cái không không phải chân lý ra. Nhưng mà nói như vậy các vị đừng có mặc cảm tự ti. Các vị tại gia mà làm sao thì giờ ở đâu mà nghiên cứu cho kỹ được? Nghiên cứu cho kỹ là tôi đây nè, năm nay là 50 năm rồi, không làm một nghề gì khác nha, dứt khoát không làm một nghề gì khác. À mà nói xin lỗi, có làm nghề khác hết 8 tháng là làm bị sợ. Làm mì sợi, làm tổ trưởng tổ mì sợi, một ngày ra 5 tấn mì à. Nhưng mà được đó là tại vì á, cái giai đoạn đó phải làm, chứ thật sự không phải tôi muốn làm để kinh doanh. Nhưng mà không làm là không mua được 9 ký gạo, cho nên phải làm. Thành ra nếu mà bảo làm thì tôi cũng làm được, chứ không có làm biếng, mà cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà đều không làm cái gì khác ngoài ra cái nghề đi giảng kinh, kể cả cất chùa cũng không cất luôn, làm cốc chụp xẹp gì ở được. Thành ra như vậy đó mà nghiên cứu còn chưa phải là trọn vẹn, huống chi Phật tử tại gia mà bảo nói đâu trúng đó là sao cho được. Ta tu nhân thừa mà cái này là tối thượng thừa. Cho nên là kinh điển này là có thể là kinh điển Phật nói nhiều vô lượng, đã nói đang nói sẽ nói, mà kinh này là khó hiểu và khó tin. Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể truyền trao khinh sức bừa bãi cho những người không đúng đối tượng căn cơ. Đây là thứ kinh chư Phật giữ gìn cẩn mật, chưa từng diễn nói, bởi vì Như Lai còn tại thế, nói ra còn nhiều người quán ghét, huống chi sao Như Lai diệt độ. Đó là sự thật. Cho nên là cái phẩm tựa đó, đại chúng đấy đó, Phật mà hứa nói kinh Pháp Hoa là 5.000 người bỏ đi mà. Mà trong đó là những cái hàng thanh văn A-la-hớn ấy, trong đó có tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 5.000 người bỏ, có nghĩa là không bằng lòng, không dám quán ghét, chứ không bằng lòng. Huống chi là sao Như Lai diệt độ thì kinh này khó nói lắm. Dường như nên biết rằng sao Như Lai diệt độ, người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói cho người khác nghe, Như Lai lấy y mà trùm người đó được chư Phật ở trong 10 phương hộ niệm. Như Lai lấy tay mà xoa đầu, và người đó cùng với Như Lai ở chung. Câu này tôi dám nói thật. Bữa hôm tôi có nói đó, tôi đi giếng mấy cái tháp, mấy ông tiểu mời thầy vô lễ Phật. Tôi nói Phật đâu nữa mà lễ, tôi là ăn chung ở chung ngủ chung với Phật hằng ngày, còn lẽ ai nữa. Nói tươi xanh vậy đi thoải mái tham quan mà không có lẽ. Tuy nhiên là đi cái chỗ nào mà gặp cái chánh điện mà trang nghiêm mà mình không có cái ngã nào mình đảo được á, thì cũng vô cũng xá, cũng lại cho nó vui lòng chủ nhà, vui lòng khách đến, đẹp lòng khách đi vậy. Hổm lên Đà Lạt có vô chùa Linh Sơn lại nha, là bởi vì tôi lại mà tôi nói về Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, 32 năm rồi con mới lên Đà Lạt. Mà cái thời kỳ mà con lên Đà Lạt thì Ngài là một vị Phật có, nghĩa là có quy danh, nó thuộc về Phật, mà Phật xịn trong cái thời bấy giờ, là vì Phật đó Phật đồng,
trong khi cái thời đó là phần nhiều là không có Phật đồng, mà ở đó mà đúc được cái tượng Phật đồng là thuộc về Phật xịn, Phật ngon lành. Thành ra hôm nay lên được diễn kiến ngài là cũng lại ba lại cho vui lòng khách đến, đẹp lòng khách đi. Cho nên lại cũng không có sao, lại cũng không có tội gì hết á, cũng có gì xấu, không có gì nhục. Nhưng mà lại đó, lại biết rằng là lại vậy. Chứ mà thật sự là mình là Phật rồi, phải hiểu vậy đó. Chứ còn tôi không bảo các vị mà ngang đầu cứng cổ gặp Phật thì nghinh nghinh rồi nha. Tôi không có bảo nghinh nghinh nè, phải cung kính đàng hoàng. Nhưng mà đều cầu nguyện cái ông đó là không hả? Dầu sao nữa đó là biểu trưng cho đạo Phật, cái tôn giáo của mình phải kính. Trừ ra trường hợp mà mình có cái chỗ mà mình lấp, mình đi chỗ khác được, không xúc đối với ngài, không diễn kiến ngài, thì mình đi chỗ khác. Bởi vì trong mình của mình có ngài rồi. Nhưng mà lỡ mà không có chỗ nào, đường nào đi mà phải ngay tiếp xúc đối diện là phải lại đàng hoàng. Nhưng mà lại là lại, chứ mà trong bụng nói à, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ngài đã dạy con rằng là dựa trên cái hình tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà cho đó là Như Lai. Tức là ngài còn tại thế mà tìm Phật ở trong cái diện mạo, cái sắc tướng đó, cũng còn chưa biết Phật, huống chi là Phật ngày nay. Nhưng mà bây giờ trên cái thế gian này cũng gọi là thế gian trụ trì tam bảo, cho nên là con cũng lại cho nó có cái nghi lễ, cũng là cái biểu trưng tấm lòng vậy thôi, chứ không có cầu nguyện. Lại Phật mà cầu nguyện là không gọi là người học kinh Pháp Hoa, để không hiểu kinh Pháp Hoa. Cả đời Đức Phật thành đạo rồi là dạy người ta tự điều chỉnh cái cách sống của mình cho nó phù hợp chân lý, để có an lạc giải thoát. Cũng giống như là tôi nói hồi nãy là Phật là giống như ông kỹ sư, ông dạy người ta cái cách xài điện. Con có điện rồi đó, trong nhà con có điện rồi đó, nhưng mà con phải xài cho đúng. Đúng cách là con sẽ có quạt máy, có truyền hình, có bàn ủi, có tủ lạnh, có radio, có cassette, có đủ thứ, có máy điện toán, có máy điện thoại, vân vân, ngon lành lắm. Nhưng mà nếu con xài sai dày 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 sai dày nè, sai kiểu này nè, con lấy kẽm, con nối dây chì cầu chì, con thò tay vô con bóc điện, con sửa điện mà con không cúp cầu dao, thì rồi con không có đi dép, bất cẩn con không đi dép là rất là nguy hiểm, và điện mà để cho nước văng vô là nổ, là cháy, hư, vân vân. Thế thì Phật là ông kỹ sư để dạy cho mọi người sử dụng cái điện mà mình đã có trong cái nhà của mình rồi, hết sức cặn kẽ dặn dò cẩn thận để xài đúng nó, thì các con ở cái nhà của các con vô cùng sung sướng. Mà nếu không nghe lời kỹ sư thì cái điện đó nó làm cho tan nhà hại cửa, mất mạng đó. Thành Phật là vậy thôi, phải học Phật là vậy thôi. Mà cái đó gọi là cái người tính đính, là tinh nhân và tinh quả đó. Học Phật là phải tin nhân quả và cải tạo nhân quả. Chứ mà không nhớ nhân quả mà đòi nhờ cái sự giúp đỡ của Phật là không được. Tại nên Như Lai có thể lấy mà trùm đó chứ. Người mà nghe mà kinh này mà thọ thì đọc tụng biên chép giảng nói đúng chân lý, rồi Như Lai lấy mà trùm, tức là người này sống trong Như Lai. Mười phương chư Phật hộ niệm, Như Lai lấy tay mà so đọc, có nghĩa là trong tầm tay của Như Lai, sống trong Như Lai. Dược Vương ở nơi chốn nào có kinh này hoặc giảng nói hoặc đọc tụng, nên xây tháp bằng bảy báo cao rộng đẹp đẽ,
mà trong đó không cần tôn trí xá lợi. Thì cái xê tháp bãi báo đó là cái cách gọi là phổ vị thế giới tất đàn, để nói lên rằng cái tấm lòng mà tôn trọng kính quý của người ta, ta tôn trọng quý thì ta xây tháp bằng bãi báo, rồi ta để xá lợi Phật ở trong đó. Nhưng mà thật sự thì không cần phải xây tháp bằng bãi báo, bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cự xích châu mã não. Học Phật là phải hiểu kỹ về cái đó. Cái đó không hề có báo với Đức Phật. Để ý cái đó cho kỹ đó. Đối với Đức Phật không hề cái thất bảo mà mình hiểu bình thường đó, Đức Phật có quý báo bao giờ? Không có. Bằng có là hiện thế khí trần bảo mà. Khí thiên hoa, khí quốc thành, khí dương dị, duyên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê lung. Ngày bỏ hết rồi thì bây giờ xây tháp bằng thất bảo để tôn thờ xá lợi thì còn cái đạo lý gì chứ? Cho nên đừng có dạ dọc mà làm cái tháp cho đẹp, mà tôn trí xá lợi. Xá lợi Phật cũng không cần. Người học kinh Pháp Hoa không có hề quý xá lợi nữa. Có những cái người mà ta hiểu đạo rồi, mà đây là cũng trong giới tu sĩ, người ta nói bây giờ chúng sanh nó mê muội quá, thì trước khi mình đi du lịch Ấn Độ đó, mình lấy đá trứng đó, đá vôi đó, mình đập nhỏ 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 ra, rồi mình cọ cho nó trơn trơn trơn, cỡ bằng hột gạo vậy đó, thì đem về cái rồi mình đựng, mình làm tháp nhỏ 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 bằng nhôm ha, rồi đem về tặng cho người này viên kia viên, vậy khỏi mất công lì xì quà, gọi là tặng xá lợi. Tặng xá lợi cho người ta thờ, khỏi mất công tốn quà. Chứ trời ơi, mỗi lần đi ngoại quốc về tặng quà mệt quá, thôi thì tặng xá lợi đi cho rồi. Tôi nghe những câu đó thật là ý vị và đúng ý tôi. Có cái gì đâu, đập ba cái viên đá đó cọ lại cho nó vừa giống như cái xá lợi mà người ta đã thấy, rồi cứ tặng thế cho gói cành kẹo gói bánh vậy. Chứ xá lợi đâu mà xá lợi, xá lợi đâu mà ai muốn cho như cho. Đi qua Ấn Độ cái có cảm tình rồi cho xá lợi. Mà thật sự xá lợi của Phật thì nữa đem về thờ cũng còn không có phước gì. Chứ đừng nói xá lợi giả. Đức Phật đã dạy đàng hoàng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển bào ảnh như lọ, diệt như điện, ân tác như thị. Quán vạn pháp không có gì. Và thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thì còn có cái gì quý nữa chứ. Cho nên xá lợi thật cũng còn không thèm thờ nữa, chứ đừng có nói xá lợi giả. Học vậy đó mới gọi là tin kinh Pháp Hoa đó. Vậy thì tin cái gì? Tin tri kiến Phật ở trong mọi người, ta phải sống thánh thiện, tức là ý nghĩ thánh thiện, lời nói thánh thiện và biểu lộ ra cái việc làm thánh thiện. Đó là tin kinh Pháp Hoa. Mà thánh thiện đây có nghĩa là nghĩ lành, nói lành, làm lành. Mà lành đây có nghĩa là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh. Đó là tin kinh Pháp Hoa. Thành ra là người ta thờ lung tung beng, không có trúng là xây tháp cho đẹp. Bây giờ tôi nói cái này mà tôi tính tôi nói mà tôi sợ. Tôi sợ sau này là cái Bộ Y tế họ không có chỗ họ cấp. Tôi nghe gần đây nè, tôi nghe tôi rất là xúc động. Mà cái xúc động đó tôi nói lên rồi đó, là cũng có một vài Phật tử dám làm đơn nó tặng xác ra, tặng xác chết cho Bộ Y tế. Sau này muốn lấy được cái gì thì lấy, nếu mà cái lúc mà chết đó mà con mắt nghĩa là ngũ tạng lục phủ trong toàn thân, khi chết rồi cho luôn, xài được cái gì lấy nấy. Còn cái nào mà xài không được thì cho cái xác để cho sinh viên học về giải mẫu học, họ học để họ làm bác sĩ sau này. Hiện giờ cũng có cũng thử dám làm rồi.
Mà tôi nghĩ cái này thật sự là được, không có sao hết. Mà tôi đang nghĩ là có thể tôi cũng cho luôn đó. Cho à? Để chi? Tôi nghĩ rằng đốt thì nó cũng vậy thôi. Mà lại nhiều khi là mình phải lo hàng rương rồi mình mới chở đi đốt, phải đóng tiền củi nữa. Thì chi bằng mình cho cái là mấy ông này họ chở đâu là họ chở, rồi họ mổ họ sẽ làm gì, làm học hành đã, họ làm sao làm mình không biết. Tôi nghĩ cái này hay á. Nhưng mà điều tôi sẽ viết thơ, tôi hỏi chứ trên 70 thì cái xác nó có lấy không? Tôi ớn là họ mấy ông hỏi chứ mắt sao còn đỏ không, nó mắt mờ rồi. Hỏi sao nó tất nhiên là các cái đều yếu hết. Rồi họ trả lời nó cha cái đồ nó cũ quá rồi không lấy. Cũng như cái xe mà chạy cả mấy trăm năm mà hồi đời Pháp mới qua tới nay mà ba cái đồ dép đó cho lấy về làm gì, tôi sợ trả lời không lấy quá. Chứ tôi đang suy nghĩ sẽ làm đơn hỏi chết trên 70 mà có cần dùng được không, cho thuốc cái chỗ rồi cho người ta học. Cách đây mấy chục năm có một ông bác sĩ, ông bác sĩ khỏe ở Trà Vinh đó. Ông nói với tôi rằng là ông chết là ông sẽ cho cái xác cho sinh viên mổ để học đấy. Tôi có nghe ông nói mấy chục năm trước. Nhưng mà rồi cái lúc ông chết là cái lúc cái đất nước mình trải qua một khúc quanh, nó không còn ổn định, tức là sau 75 mà 75-76 đó. Thì thành ra là cái nguyện ông không thành. Con cái rồi cũng nhiều cái nó khó khăn, xe cộ lúc đó cũng khó, thành ra ông không cho được. Thì đó là ông bác sĩ đó, bác sĩ cư sĩ hội trưởng hội Phật học Trần Vinh. Thế thì tôi nghĩ bây giờ tôi đang đắn đo, mà tôi nghĩ làm vậy được. Ít bữa rồi đã viết cái thơ hỏi coi có xài. Ồ tốt quá. Mà tôi còn có ý định vậy nữa nè nha. Có ý định là tôi nghe ở hình như là Thụy Điển hay là Na Uy gì đây nè, hai cái nước gần cái phía Bắc Âu á, người ta ra một cái bộ luật ở trong nước của người ta là cái người mà lớn tuổi mà bệnh hoạn cái bằng bệnh nan y đó là có quyền yêu cầu bác sĩ cho mình một mũi thuốc an lành, nghĩa là mình chết cho nó nhẹ nó gọn mà không hành hạ đau đớn lâu dài, mà cứu cũng không cứu được mà nó đau đớn lâu dài. Thành ra tôi nghe người ta đã làm cái bộ luật đó. Ở châu Âu cũng có một vài nước muốn làm mà dân thì chưa nhất trí đông. Còn cái nước đó người ta đã làm cái đó. Mà riêng về tôi thì tôi cho rằng điều đó không có phải là xấu, không có phải là ác. Có những cái bệnh mà nó đau đớn ê chề kỳ cục, sống không xong mà chết cũng không được. Thế thì là người ta yêu cầu rằng cái người bệnh mà nói với cái người bác sĩ 3 lần. Lần thứ nhất họ để đó cho mình 2-3 ngày, nói lại lần thứ hai họ cũng để cho ngày và ngày gì đó đại để vậy, nói lần thứ ba nữa là họ ghi hồ sơ đó rồi đàng hoàng rồi làm thủ tục rồi là họ cho mũi thuốc đi cho nó gọn. Tôi thì tôi nghĩ vậy, người ta muốn không có sao hết. Còn cái vụ mà cho thì tôi nghĩ rằng cũng được, mà nếu cho nhiều quá người ta không lấy hết đâu. Chứ thiệt ra học đạo rồi không có chuyện gì quan trọng. Chôn dưới đất cũng vậy thôi, đốt thiêu cũng vậy thôi. Ở bên Ấn Độ hồi xưa là có 5 cách chôn. Hồi xưa nó ít người mà, quăng dưới sông Hằng, gác trên rừng trên cây gọi là phong tán, quăng sông gọi là thủy tán, đốt gọi là quả tán, rồi còn đào đất chôn là gọi là thổ tán. Thế thì cái nào cũng vậy à. Mà cho người ta học cái đó tốt chứ đâu có sai. Thành ra phải suy nghĩ cho kỹ,
dám làm cái đó mới gọi là mình có thấy được cái chân lý vô ngã. Cái chân lý vô ngã là phải đạt tới cái trình độ đó, chứ còn bằng không thì mình chưa thấy đâu. Có nhiều vị nói rằng là chết tao chịu chôn thì chết thiêu tao sợ nóng. Đã chết rồi còn nóng cái gì. Nhưng mà cái ý thức chấp ngã của mình còn, cho nên là mình mới nói ra như vậy. Thành ra là cái học đạo đó là mình phải tư duy, phải quán chiếu và đấu tranh cho được cái ý niệm không đúng chân lý đó. Nếu còn biết sợ nóng thì mình không chết, mà mình đã chết thì tất nhiên là hết biết sợ nóng rồi. Thế thì là thiêu cũng là cái cách làm cho mất cái xác, chôn cũng là cách làm cho mất cái xác. Vì cái ý nghĩ của tôi như vậy, mà tôi nghĩ có thể làm được việc đó, không có gì quan trọng hết. Và như tôi nói hồi nãy, làm như vậy không có nghĩa là mình lập dị, mình cầu kỳ, mình cái gì, mà thật sự cái chân lý như tôi nói hồi nãy đó, từ cái tính chất không hề có hoa, mà cái nhân duyên nó kết hợp lại, nó làm thành ra cây hoa. Từ cây hoa này rồi đây nó sẽ héo, sẽ úa, sẽ tàn, sẽ thúi, sẽ rệu, thành ra phân, ra đất. Mà cái phân đất đó nó sẽ làm ra cây hoa khác, nó không có mất cái gì hết. Còn cái phần mà tứ đại, mà cái phần mà tươi tốt này nè, tứ đại trong người mình đã đâu nó trả về đó. Cái đạo lý duyên sanh nó như vậy, không có mất. Thành ra thí dụ như bạn tử mà có tan tóc gì á, đừng có thèm để lâu. Để lâu làm cái gì? Cái danh vọng người ta khen ảo quyền, để 5 ngày 7 ngày làm cho lớn, để làm cái gì? Không cần. Ngày trước ngày sau là làm cho xong. Hoặc là ngày trước, rồi ngày sau, rồi ngày sau nữa, trong vòng 3 ngày. Đã để là như thế. Học Phật là phải hiểu nó như vậy, để cho cái người sống, người ta còn sống, người ta khỏe, người ta sống, người ta làm ăn chứ. Chứ chết mà nó để 5-7 ngày trong nhà sao chịu được. Bởi vì tiếp tục là chỗ nào có kinh này thì nên xây tháp bãi báo mà cúng dường, bởi vì trong mà không cần để xá lợi. Bởi vì trong đó có toàn thân Như Lai rồi, thấy không? Trong này có nghĩa là Đức Phật không có quan trọng vì quan trọng gì về cái gọi là xá lợi của Ngài. Nếu mà Ngài quan trọng thì là Ngài phải coi cái xá lợi là quý chứ. Nhưng mà Ngài nói xá lợi không có quý, mà miễn là cái người nào mà thọ trì đọc tụng kinh này mà tiếp thu mà tu tập, là coi như trong tháp đó có xá lợi rồi, khỏi cần có xá lợi. Cho nên học kinh này mà tu là nó cởi mở dữ lắm, không có ràng buộc, không cực khổ. Thì coi như là trong cái tháp đó không cần để xá lợi, mà coi như đã có xá lợi rồi, nên dùng các thứ hương hoa tân bảo tràng phan để mà cúng dường tháp. Người nào thấy cái tháp đó lễ bái cúng dường, phải biết những người đó đã gần gũi với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là cái người mà tôn trọng kính quý kinh Pháp Hoa là người đó là cái người gần gũi với cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Còn không nghe kinh Pháp Hoa nổi là còn xa lắm, coi như cách cái quả vô thượng còn xa. Bồ Tát hành đạo mà chưa thấy, chưa nghe được kinh diệu pháp liên hoa là Bồ Tát chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Những chúng sanh cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe, nghe rồi tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đã gần gũi với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thí như có người khát nước đào giếng ở gò cao, đào thấy đất còn khô thì biết rằng còn lâu mới là có được nước.
Nhưng khi mà đào đến được đất ướt thì biết rằng gần có được nước rồi đấy. Cái câu trong kinh này nó in thiếu hết một cái vế. Các Phật tử để ý, nó thiếu một cái vế ở cái chỗ là thứ như con ngắt nước đào giếng ở Gò Cao, đào thấy đất còn khô thì phải thêm. Thêm rằng là thấy đất còn khô thì biết rằng còn lâu mới có nước. Đất còn khô là còn lâu mới có nước, vì đào ở Gò Cao mà. Nhưng khi mà đào đến được đất ướt thì biết rằng gần có được nước. Bồ Tát cũng vậy, thọ trì biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa phải biết quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với Bồ Tát đó gần kề. Gần kề là vì mình biết mình, chính mình cải tạo cái tâm của mình, cái nhận thức của mình, chứ mình không có cầu mong gian sinh ở đâu, ở nơi ai khác. Dương nếu Bồ Tát nào nghe kinh Pháp Hoa mà kinh nghi sợ sệt, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt thì đó là hàng thanh văn tăng thượng mạng. Nghe kinh này mà kinh nghi mà sợ sệt có nghĩa là mình không nhận rằng mình có chất Phật, mình có tri kiến Phật, mình có khả năng thành Phật, cho nên mới kinh nghi. Do vậy cho nên là nhận được cái đó, nhận thức được rằng mình sẽ thành Phật vì mình có Phật chất, có tri kiến Phật. Phải xác định như vậy mới được. Dược dương nếu có trai lành gái tốt, sao Như Lai Diệt Độ muốn vì hàng tứ chúng mà nói kinh Pháp Hoa thì nên ở trong nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi trên tòa Như Lai mà thuyết kinh. Nhà Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai là nhẫn nhục, tòa Như Lai là vạn pháp giai không. Nói kinh này thì nên vận dụng dĩ từ bi di thất, nhu hòa nhẫn nhục y, nhất thiết pháp không vi tòa. Ở trong cái nhà từ bi, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Cái chữ từ bi là cho vui và cứu khổ mà không có điều kiện. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, cho vui cho chúng sinh, chặn đứng các cái khổ, cái khổ cho chúng sinh mà không cần có điều kiện gì hết. Đó là nghĩa từ bi. Chỉ từ bi chỉ thất ngồi trong cái nhà từ bi. Và nếu mà ta nghiên cứu ta học thêm thì cái chữ từ bi mà so với cái chữ bác ái thì là cái chữ từ bi nó, cái định nghĩa của nó, nó thâm thúy hơn. Trong đạo Phật không dùng chữ ái. Trong đạo Phật định nghĩa nghĩa là từ chữ, đắn đo từ chữ. Cái đạo Phật là đạo từ bi mà không phải là đạo bác ái. Cho nên khi nào người ta viết mà đạo Phật là kèm theo chữ bác ái đó là cái văn đó nó lai. Cái bằng mình vay mượn của chữ khác chứ nó không nguyên nguyên thủy của đạo Phật. Bác ái là của đạo Chúa. Chữ bác là rộng, chữ ái là yêu thương. Thành ra là cái đạo đó là chủ trương rằng cái yêu thương rộng. Mà rộng á thì cái rộng nào nó cũng có cái giới hạn. Do vậy cho nên là có thể yêu thương những người trong đạo của mình, còn những người mà ngoài đạo của mình thì có thể mình không thương. Giả lại nữa, trong đạo Phật á,
Cái chữ ái là một chi ở trong 12 chi: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Từ ái sanh thủ, từ thủ sanh hữu, từ hữu nó sanh có ưu bi khổ não, sanh lão tử ưu bi khổ não. Thế thì cái chữ ái mà theo định nghĩa theo đạo Phật á, thì nó có thể thành ra cái tình thương đó nó đi tới cái chỗ cục bộ hẹp hòi, mà trong đạo Phật tôi gọi là ái, nó đi đôi với cái bằng ái kiến. Ái kiến là tình thương đó ban đầu là tình thương khách quan, lần lần cái tình thương đó nó biến thành ra hoặc là thân bằng, hoặc là quyến thuộc, hoặc là người tình yêu. Thế thì lòng thương đó, cái đối tượng nó rõ ràng, dứt khoát, cho nó không có mênh mông, nó không có là vô phân biệt. Nó có đối tượng. Nó giống như là cái bóng đèn pin mà mình cầm mình rọi một cái vật gì vậy, nó có cái đối tượng ngay một cái lõm, một khuỉnh đó mình thấy thôi, còn xung quanh đó nó tối đen. Thành ra cái chữ ái trong đạo Phật là định nghĩa cái yêu thương, mà yêu thương nó có đối tượng, nó bị cục bộ, nó hẹp hòi. Còn cái chữ từ của đạo Phật gọi là vô duyên từ, đồng từ của đạo Phật là không có điều kiện. Lòng thương từ bi là lòng thương không có điều kiện, giống như là ánh sáng của mặt trời rọi, chứ nó không giống như ánh sáng của cái đèn pin. Ánh sáng mặt trời rọi là rọi không có đối tượng, rọi khắp dân gian, tùy theo ngành nghề, tùy theo công dụng mà người ta vận dụng ánh sáng đó, ta muốn xài cái gì ta xài, lấy lửa cũng được, sưởi ấm cũng được, làm ăn đi đứng gì cũng được, mà không rọi cho ai. Nhu hòa nhẫn nhục y, nghe kinh học kinh Pháp Hoa là phải tập cái tánh nhu hòa nhẫn nhục, nhất thiết pháp không di tòa. Mọi người giảng kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa là phải học ngồi trên cái tòa pháp không. Mà đạo Phật thì cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, là dạng pháp giải không. Cho nên nghe cái kinh này nè, để ý mấy cái đó mà tu, mà bồi dưỡng, thì chúng ta sẽ thấy tự mình có cội mở, có nhẹ nhàng, từ 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 đi lại. Phải tập nhìn cho được cái tính chất giai không của dạng pháp. Từ cái tính chất không hề có qua ở trong mặt trời, ở trong mây, ở trong trăng, ở trong gió, ở trong đất, ở trong nước, trong không khí, để rồi thành ra có cái qua. Cho nên là từ cái không mà sinh ra duyên khởi, sinh ra cái có. Từ cái có sẽ, cái hoa này sẽ héo, sẽ úa, sẽ tàn, sẽ thành phân, thành tro, thành đất, để có cái hoa khác. Từ có sanh không, là từ không sanh có. Đó là cái lý duyên sanh của dạng pháp. Nhất thiết pháp không di tòa. Cái không của dạng pháp là không để rồi có để trở lại không. Sanh diệt vô cùng mà không bao giờ mất. Cái không là cái không đó, chứ không phải là cái không không có gì hết. Thế thì là hôm nay là coi như là chấm dứt cái phần chánh văn của cái phẩm Pháp Sư thứ 10. Bữa sau ta sẽ nghiên cứu về cái phần thâm nghĩa